Hello tất cả anh em nha, và chào mừng em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino, và chào mừng em đã quay trở lại với series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những giáo án muốn gửi đến cho anh em. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bài khá là hot ở format Standard, nhưng mà nếu nó qua bên Expand thì nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta một điều quan trọng của chúng ta ngắm nha. Bài của chúng ta sẽ gồm có 22 là Pokemon, 31 là Trainer và 7 là năng lượng nha. Và bài của chúng ta sẽ gồm có 4 em Burnaby. Tất nhiên rồi, những em mà có chiêu Max Party thì mình sẽ để ít 4 nha. Đây, 4 Delaney, những em Party, 4 em Mr. Bright. Đấy, mình sẽ để 3 em Semin East, 2 em Masado Zip. Đấy. Và 2 em... 1 em Delaney. Delaney Zip thì chúng ta bỏ cả bàn tay bắt 6 lá thôi. Master CS thì có thể học được đánh những đòn đánh của Bunnaby với hai năng lượng thì có thể đánh được chiêu của Max Party. Đấy. Và nếu chúng ta bỏ tất cả những em Max Party xuống như một thì Master sẽ đánh được những đòn đánh rất là mạnh. Semi S thì giúp chúng ta bốc thêm bảo chúng ta đủ 6 lá trên tay thôi, kết hợp với Scope Net thì nó rất là bá luôn. Đấy. Bốn Better Confessor để bỏ những thứ chúng ta muốn bỏ nó xuống như mổ. Đấy, những em có chiêu Max Party hay là những support có đó xài VS Seeker để lấy là lên tay. Đấy, nó sẽ bỏ có 4 Battle Confessor, 4 Quick Ball để có thể bỏ nó lên tay, bỏ những em Max Party hay là những thứ mình không cần thiết để lấy một basic. 4 Scope Nen để lấy những Pokemon thường hoặc là EX lên tay, kết hợp Simin hay là những con ở vùng active để mình lấy lên, xong rồi mình đặt những con như Masado GX lên vùng active và tấn công. Bốn lá trên email để nhìn top 4 lá trên đỉnh của bài của chúng ta. Đấy. Và mình sẽ lấy một lá trainer đặt trên tay, ngoài trừ trên email. 4 Ultra Ball để chúng ta có thể lấy một Pokemon bằng cách bỏ hai lá trên tay. 4 VS Seeker để chúng ta lấy những lá sống bắt tư dưới mộ thêm bên tay. Một Satis Well để chiếm sân thôi, không có gì. Một collect để chúng ta có thể sau tất cả với đánh tay và bốc số là tương ứng với bên hai bên nha. Ví dụ bên bên đối thủ có 5, bên mình có 4 thì mình sẽ sau tất cả đánh tay và bốc 9 lá. Guzma để bắt những common bên đối thủ lên, và mình cũng lấy một con bên của mình switch lên active. Một hai Professor Juniper để bỏ tất 4 chứ. 4 Professor Juniper chúng ta bỏ tất cả vào tay và bốc 7 lá. Và còn lại là 4 Double Collect Energy và 3 Twin Energy thôi. Ok, bắt đầu tìm kiếm đối thủ nào. Và không biết đối thủ của chúng ta sẽ là nhóm của bài gì đây. Bài này thì chúng ta chỉ sợ những bộ bài giống như kiểu là chặn đam basic đấy, ví dụ như là cái bộ bài của Vibloom ấy, bộ có con Vibloom nó sẽ chặn chiêu của basic Pokemon. Và nếu như mình đọc con đó thì cách vô hiệu hóa là gì, mình chả biết vì basic không thể tấn công mà. Đấy, còn có một số Pokemon khác sẽ khiến chúng ta không thể tấn công hoặc là ngăn chặn đam từ basic, ví dụ như là Gun chẳng hạn. Cũng như là cũng khá nhiều cách, vì vậy mà bộ bài chúng ta vẫn có thể bị khắc chế bằng một số cách nào đó. Vậy thì nếu chúng ta gặp những bộ bài nhiều nhiều Pride, ví dụ như là gặp tắt tim các kiểu thì đánh khá là sướng. Rồi, trước mặt chúng ta là một em Botun V. Liệu mình có đủ 10 em ở dưới mộ để mình có thể đáp khỏi đối thủ bằng Bunnaby hay là không? Ok, Bunnaby nào, bỏ đi. Đây, đây nè.
Tiếp tục bỏ luôn anh Dena để lấy em Semen EX đi. Rồi cố gắng xả hết bài trên tay. Sẽ đâu có hai em. Chúng ta có hai em với bộ rồi, cần thêm 8 em nữa. Ấy mà không được. Đối thủ có đến cái tuần tăng máu rồi, vậy là mình phải cần 12 em, 12 em mà. 4 8 12. Ôi trời, vậy sao ta? Khá là đúng là một canh bạc. Không xong, cứ chơi thôi. Cái hand này thực sự nó không đẹp một chút nào. Mình cứ lấy thêm một em nữa đi. Hết rồi. Đặt số có gì lát nữa mình xài scope net được. Khá tệ. Thật sự mình nói thì mình muốn bỏ không, mình muốn giữ lại cái viên double energy cơ. Thôi giờ bỏ hết đi, mất thêm hai khiên nữa. Rồi, giờ tôi có vẻ đam xem khá là to đấy các bạn. Thêm 3 em nữa. Xem chúng ta được bao nhiêu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và thêm 1 em nữa. 12 này. Chúng ta cứ lấy Vanabi đi. Xem như rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 là 254 chưa nhỉ các bạn? Nóc ai đó thủ thôi. Chà, một tên 204 sát thương. Nó phải lo lắng lắm đây. Rồi bây giờ đối thủ sẽ xử lý bằng cách nào đây? Đối thủ đã mất một bo tun và một năng lượng rồi. Có vẻ đối thủ sẽ khá là sốc. Đó thì bên Expand nó có khá là nhiều cách để các bạn có thể bỏ bài từ trong bộ bài số nhi mộ. Và cái lá mạnh nhất có thể sử dụng đó chính là Better Confession. Đây. Khá là mạnh. Bên Expand xài đến Metal rất dễ, còn bên Standard thì vẫn có thể bỏ được, nhưng mà nó phải hơi cực, hơi hao tốn những cái thứ mà tài nguyên. Đấy, rồi về mà để tái chế thì rất là cực. 24 rồi, vậy thì đánh từ từ cũng win rồi. Cái này đối thủ không win được đâu. Scope net lấy để trên lên. Rồi Juniper bỏ hết. Ây da. Còn gì trong mồ nữa không ta? Trong bảo chúng ta thì hiện giờ đã hết rồi. Hết Pomon luôn rồi. Bỏ hết đi. Đồng Masado thứ hai xuống luôn. Và knock out 300 sát thương. Thực sự thì quài này nó còn đáng sợ hơn Nai Mắt rất là nhiều luôn, vì nó được làm ở trong format Stun. Nhưng mà nó quay Pen thì khá là khủng. Làm sao đối thủ có thể đỡ được đây? Thực ra chắc chắn đối thủ mất rồi, mất mạng rồi. Anh được 2 Pride rồi. Lần này thì Pride thứ 3. Ăn được 2 lần 2 Pride. Lần thứ 3 thì mình sẽ ăn 3 Pride. Đối thủ còn gắng làm gì nữa. Dù bây giờ đối thủ không bị Whitney thì đối thủ cũng bay màu thôi. 300 sát thương là một sát thương rất là lớn. Làm thế nào được có thể đối thủ có thể cầm cự được đây. 270 sát thương cũng vậy, 270 máu cũng vậy thôi. Đối thủ có đánh vào nó luôn không? Ok, và có lẽ trận này đã kết thúc rồi. Chẳng có gì mà hãy bàn cãi nữa. 604. Á chà chà.
Ok, và chúng ta cùng bắt đầu tiến qua trận đấu thứ hai nào. Là một cái sử dụng những combo như là Better Confessor, Semin, Derana, Research các thứ thì bảo chúng ta hao tốn rất là nhanh. Chúng ta tiếp tục win, chúng ta sẽ đi sau. Để sợ là sợ những cái bộ như là phát thì nó sẽ nó có chúng ta trong tên đầu tiên, chỉ sợ điều đó thôi. Cái bộ của đối thủ là bộ gì đây? Không phải ấy, Mew à, Mew đất rồi, toàn rồi, Rang khá là khó chịu đây. Chúng ta được cái Whitney mà lo chỉ đúng không bạn? Xem ít đi. Bóc hai lá xem kiếm được gì không. Đấy, có luôn hai em. Mình bỏ luôn hai em. Lém này đi. Bây giờ thì cứ knock out đối thủ thôi. Còn những bài như thế này thì mình sẽ cố gắng kiềm chế lại, không xả bài nhiều quá để cho đối thủ có thể đào bài chúng ta. Ê, mình sợ cái sân đối thủ vô hiệu hóa ability của Max đâu ấy. Ấy không, đối thủ sử dụng Tropical Beat. Ok. Oranguru Robo căn nhà mình cần phải 4 lần Guzma căn ở đây, căn ở đây bay bay. Gì đây, Guzma hoặc là Better Confessor thì ok, có luôn. Ok. Cái đấy vậy đi. Nó ở đối thủ phải 120. Rồi để xem đối thủ sẽ làm gì trong tên tiếp theo. Kèo nó có vẻ khá là căng rồi đây. Oranguru thì thường thường về control nhiều hơn. Vậy đối thủ sẽ sử dụng cái búa để mà bỏ năng lượng special. Mình khá là sợ điều đó. Đối thủ xài vậy thì mình cứ sử dụng Gutma và bắt con Ben lên knockout thôi. Tiếp tục à, nhiều vậy. Cái này thì khó khăn ở đây. À, ta gặp những bài này thì thực sự đánh rất là mệt. Đánh với ba tên luôn. Khó chịu thế nhỉ. Đang gặp những bài này thì mình không thích làm video lắm đâu. Làm những video về một bài này rất là tốn thời gian của các bạn xem. Nó sẽ còn 3 cái, mình đánh chết 3 con thì nó sẽ hết hết những cái tool đấy. Steven. Hay, mình đầu hàng đi cho nó khỏe. Đánh lâu cũng chả giải quyết được gì đó các bạn. Cái chúng ta còn tìm kiếm đối thủ tiếp theo nào. Cái bài của đối thủ sẽ là bài gì đây? Rồi, chúng ta thua rồi. Lên ta có được đi sau hay không? Đối thủ liền có nhảy chúng ta đi sau hay là không? Nó đi trước. Oh no. Đi trước thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái tình trạng chúng ta gặp và phát ra. Còn đi sau chúng ta có thể tấn công được. Xong phim. Căng thẳng nha. Đất này nếu như để chúng ta win được thì chúng ta chỉ có một sân.
Rồi, ra cái đầu hàng đi. Để mình phân tích cái kèo này. Lực đầu tiên chúng ta chắc chắn mất Masado rồi, giết rồi. À, chúng ta có thể lấy bên B để chúng ta knock out là đối thủ. Nhưng mà một đối một thì điều đấy thật sự không đáng cho lắm. Và cái sân đối thủ sẽ phụ thuộc ability. Và lúc đó Jimin EX và Derena nó sẽ rất khó nếu có thể làm việc được. Đây chúng ta cái kèo đấy thì chúng ta rất khó để chúng ta tự win. Như vậy mà này chúng ta chấp nhận đầu hàng thôi. Tiếp tục thua và đối thủ có cho mình đi sau còn đâu cũng là nhiều mình đi trước. Không biết gọi của đối thủ sẽ là bộ bài gì đây. Hệ điện ư? Gì vậy ta? Nó sẽ cố gắng set up để có thể tấn công trong tên này đi. Scope net lấy xe mình lên. Đấy, bỏ là research đi. Juniper. Lấy một em nữa. Xem mình bóc thêm bài nào. Có năng lượng hay không? Ok, có năng lượng. Đến bên đi. Mà à, không cần là mà tiếp tục chơi nó mé nó tại confessor tiếp theo ta sẽ bỏ những em Vitrim Portugal. Ok, cái này nó đã hết lửa được rồi đấy. Tính ra nếu như là chúng ta tấn công thì chúng ta có thể gây được 6, 7, 7, 4 thôi à. Ít quá không nhỉ. Tại vì chúng ta chưa tính đến việc chúng ta sử dụng research nó kiếm được thêm. Rồi, và cái thú mình e ngại là một bài Chifunoi. Chỉ e ngại điều ấy thôi. À, thì điện, Exo Power thì điện rồi, Picarum, Inpen. À, méo. Oh no, đối thủ sử dụng mail à. Có thể knock out max shadow seed của chúng ta. Căng ở đây, căng ở đây. Full blitz trong tên đầu. Có lẽ như vậy với max LTC. Điều đó có thể rất là dễ dàng. Tapu Koko. Đừng nha, đừng có cái thứ hai nha. Oh no. Oh, 3 năng lượng. Ok. Usma được. À, giết nữa. Cần thắng ở đây. Mèo bay bay xích này thì nó có BT là có thể sử dụng được kỹ năng của những Pokemon ở vùng bên. Đấy. Tăng dòng đòn full blitz. Ấy giờ ok bạn đến và đi mình kéo lên mình knock out lại không sao không sao sợ gì mình còn đây mà ba sáu bảy bảy là trăm tư 248 được rồi đúng không bạn. Đó thì mình chưa có bên DBB ở dưới mộ vậy mình sẽ sử dụng Semi X để lấy thêm để kiếm bên DBB đặt xuống mộ nè. Mắt sẽ đâu chỉ xài được chia vào dưới mộ thôi nhé các bạn. Một em rồi tiếp tục lấy thêm một em Benavi đặt ở bên lần sau chúng ta có mà xài. Kéo nó lên nó mi
thích thì hai đối ba, ok. Bạn dám lôi thêm con tác tim là thì mình xử luôn con tác tim ấy. Sợ gì? Ồ, có cái sticker. Zera. Là mình kéo Zera lên knock out luôn. Sợ gì chứ? Nó vẽ sticker này thì mình có thể 86 là 302. Ok. Tiếp tục kéo Zera lên knock out. Sợ đối thủ có Guzma thôi. Mình chỉ sợ điều ấy. Nếu thủ có Guzma thì trận này mình thua. Giờ thôi có hay không? Mình nghĩ là rất dễ. Bỏ hai lá này đi. Và đối thủ thôi. 204. Nếu tôi có good ba hay không, chúng ta cùng chờ xem. Good ba thì có như mỏ rồi, phải vậy đối thủ sẽ có cái khiêng vé si cơ nó có không. Sân thì cũng không giải quyết được vấn đề gì trong tên này, đối thủ sẽ lấy Semin EX, mình nghĩ là vậy. Ồ, lại một em nữa à. Có Vesica hay không? Có vẻ không có. Đối thủ Ultra Ball lấy Semin hoặc là Derana. Vậy thôi. Semin EX, ok. Ừ, còn 22 lá. Bóc 6 lá. Ừ, có cái khiêng hay không? Có rồi, ok. Có mà thì chúng ta thua. Chúng ta được đi trước thì trận đấu này chúng ta chúng ta được đi sau thì trận đấu này chúng ta win rồi. Cái đi trước thì chúng ta không tấn công được, không tên đầu tiên phải khá là lỗ. Ok, và video review về một bài mắc party của ta thì đến đây kết thúc rồi. Và nếu các bạn thấy video này hay có ích, hãy đừng quên bỏ lại cho mình một like, một subscribe, nhớ bấm chuông đăng ký và nhận những thông báo mới nhất về video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.